Trong không khí ảm đạm của núi rừng Thị Vải, sáng ngày 31 tháng 1 năm 2015, nhằm ngày 12 tháng 12 năm Giáp Ngọ, tại Viện Chuyên Tu Bà Rịa Vũng Tàu, Ban Tổ chức Lễ Tang và Môn Đồ Pháp Quyến đã trang nghiêm cử hành lễ tưởng niệm cung tống Kim Quang Cố Hòa Thượng Ân Sư Thượng Thiện Hạ Tánh về nhập Bảo Tháp tại Viện Chuyên Tu 2 Long Thành, Đồng Nai. Mây trắng phủ đầy trời vạn hạnh, hoa phai ưu đàm rơi rụng khắp đất chuyên tu. Trong cái tiết trời se lạnh cuối đông, lòng người con Phật tại Viện Chuyên Tu càng lạnh hơn vì sự ra đi của sư ông Viện Chủ Hòa Thượng Thượng Thiện Hạ Tánh. Sư ông đã thâu thần thị tịch lúc 14:30 ngày 27 tháng 1 năm 2015, nhằm mùng 8 tháng Chạp năm Giáp Ngọ, hưởng thọ 91 tuổi, 50 hạ lạc. Tăng chúng và Phật tử Viện Chuyên Tu cùng lắng lòng nén đau thương cử hành tang lễ trang nghiêm như ý nguyện của sư ông. Thế mới biết cảnh vô thường, sắc không không sắc, thân tứ đại, sinh tử tự sinh. Ta la rừng xưa, trời tứ không còn khóc cảnh Thế Tôn diệt độ Thị Vải. Giờ đây chúng đệ tử buồn đau gạt lệ tiễn gót thầy. Quan Lâm chứng minh tại buổi lễ có Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Hòa Thượng Thích Quảng Hiển, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh, Hòa Thượng Thích Nhuận Hải, Chư Tôn Đức Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Hòa Thượng Thích Giác Cầu, thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kiêm Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Hòa Thượng Thích Nguyên Trực, Phó Ban Thường trực Ban Trị sự, Ni trưởng Thích Nữ Như Như, Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Phân Ban Ni Giới tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni trụ trì trong và ngoài tỉnh tham dự chứng minh buổi lễ. Hòa Thượng Thích Nhuận Hải tuyên đọc sơ lược tiểu sử sư ông. Chuyên tu Đường Thượng Quý Thượng Nhật Hạ Lai, hiệu Huệ Viên Tự Thiện Tánh, năm 1925, năm 2015. Cùng năm này, ban giám hiệu trường Phật học Đại Đồng Lâm mời Hòa Thượng làm quản chúng. Hòa Thượng đã dự tình tham gia và hết sức nghiêm khắc, cẩn kỹ với tăng sinh khóa 1, khóa 2 của bản trường, giúp các huynh đệ học tăng lập giữ vững chí nguyện tu học. Năm 1994, Hòa Thượng quyết chí hạ thủ công phu nên từ chối tham gia các hoạt động Phật sự bên ngoài, mà quay về chuyên tu tịnh nghiệp, dốc tâm giáo dạy chúng đệ tử của Viện Chuyên Tu và dường như tuyệt hẳn cả mọi duyên để dành hết thời gian cho hành trình tụng niệm bái sám. Năm 1999, Hòa Thượng đã hoan hỷ lui về đây ẩn tu sau khi nhường lại 4 mẫu đất cho giáo hội xây dựng đại tự. Như vậy, đã 15 năm dài, Hòa Thượng không ra khỏi tu viện và dường như đoạn hết các duyên mà chuyên tâm công phu bái sám. Cơn hạnh thầm lặng của Hòa Thượng làm cho tăng ni luôn thuyết phục và Phật tử tin tưởng. Dù tuổi hạt đã cao, nhưng Hòa Thượng vẫn miên mật trì kinh tụng niệm và bái sám không tiếc mòn mỏi. Hiếm khi gặp gỡ, nhưng ai ai cũng nhớ đến Phật người. Trước khoảnh khắc chia cắt nghìn thu, Đại Đức Thích Thiện Thuận thay mặt Môn Đồ Pháp Quyến dân ai văn tưởng niệm ân sư. Giáo hội Long Thượng thập phương thiện tín tổng quy y, trọn bộ kiếp quên câu đạo lý, suốt một đời chẳng ngại trần lao, biển thệ nguyện bao la vô tận, trời
chân tâm tỏa rạng lào đạo. Kính lạy Thầy, nhờ kiếp trước duyên lành sẵn có được gặp Thầy học đạo Như Lai, trừ nghiệp chướng một ao xuống tóc, vận phước điền một bát truyền y, thiền tông giáo nghĩa sớm hơn tỏ rõ ngọn ngành, thánh luật mở đường đưa chúng con về bảo sở. Lòng cứ ngỡ Thầy trò còn duyên sum họp, cùng nhau phụng sự đạo màu, dựng xây chốn tổ dài lâu, ngõ hầu đền ơn Đức Phật. Ngờ đâu trời tay Thầy buông gậy, cõi với Thầy treo bình, mảnh hình hài sắc không không sắc, thân tư đại sanh tử tự sanh, chúng con nơi đây sóc cảnh hoa trôi nước chảy, như tôn đức chặt lòng kẻ ở người đi. Thầy ơi, dương hóa độ rộng sâu thỏa nọ, Thầy buông như trường không bóng nhẹ, cảnh già lam gầy những ngày nào, Thầy bỏ tở lưu thủy vô tâm. Phút chốc nữa thôi dục thân Thầy về chốn vô cùng, chẳng bao lâu nữa chúng con mất đi người Thầy mật hạnh. Mái chùa xưa trời gan cùng tuế nguyệt, Thầy quay lưng dạ biệt chúng con rồi. Giờ ấy mây mờ viên đạnh, trăng lạnh phương vào, thiền phòng vắng bóng ân sư, trường thất còn lâu hình dáng cũ. Dù có mơ màng dáng dấp ngàn thu, thời mưa nhòa dấu bước, con phảng phất mộng hồn vạn thọ, chỉ khói tỏa hình đi. Nhìn Di Dung càng nhớ, thấy cố ảnh thêm buồn, chúng con sao sát tâm môn, nghiệp trần xa đường ba chân. Từ nay sửa pháp mất rồi, lòng con đối mãi, hay chăng một đàn coi dài, ngẩn ngơ giữa buổi đông tàn. Than ôi, gốc cây lá rụng, nước chảy xuôi dòng, ta bà bộ thóm sạch không, cực lạc thêm tòa khe nở. Ta ra la rừng xưa còn là nơi địa trộ, vạn hạnh hôm nay buồn tiễn gót chân Thầy. Trong bát nhã vang rền nơi chốn tổ, chuông lôi ấm chuột giả khách vào thiền, lời bái biệt khó mong ngài tải ngộ, xin cúi đầu khấn nguyện đấng tôn sư. Kính mong Thầy đến thẳng cõi lạc ban, an vui ngài buôn thọ, vào trong nhà từ phụ an nguyện đức ngàn thu. Ngưỡng mong Thầy thầm gia hộ, cho tổ ấm vuông tròn, tăng ni hòa hợp, tông phong tỏ đạt, thiện tính nhờ ơn. Đại nguyện viên thành, tái lai phổ độ, đôi lời tâm sự, một bức ai văn, đệ tử kiền thành, hòa nam khể thụ. Nam mô chuyên tu đường thượng, từ lâm tế gia phổ, tứ thập nhất thế, quý thượng nhật hạ lai, hiệu huệ viên tự thiện tăng, nguyện công hòa thượng giác minh, phụ thùy chứng giác. Ta bà sanh tử chiêm bao, khứ lai ly xà nhiệm màu cõi tâm, Thầy về cõi Phật thẳm thâm, là nơi chuẩn bị bao năm hành trình. Thế là trong giờ phút này, những người đệ tử đang quỳ trước linh đài của cố hòa thượng và được thắm cúng quỳ dưới chân chư tôn lãnh đạo giáo hội để nói lên những người đệ tử, được bàn tay triều mến của hòa thượng cầm giáo phủi tóc. Thế chúng con mới thấy rằng ơn giáo dưỡng một đời nên huề mạng, nghĩa tôn sư muôn kiếp khó đáp đền. Trong giờ phút thành kính hôm nay, thay mặt ban tổ chức
chúng con đê đầu đảnh lễ cung thịnh hòa thượng thượng quảng hà hiển, ủy viên hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, có đôi lời huấn từ đến toàn thể môn đồ pháp quyến. Chúng con kính cung thỉnh hòa thượng. Nam mô A Di Đà giáo chủ, bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, các đại chứng minh. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, các đại chứng minh. Ngài Tuy Ít nói không tham gia trong giáo hội những thức quan trọng, nhưng khi mà đào tạo những người đệ tử thì động viên đệ tử tuổi già ở nhà có chùa để đến người đệ tử dấn thân vào công việc của giáo hội. Hôm nay những người đệ tử lớn của ngài cũng đã đánh trách nhiệm giáo hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhiều công tác quan trọng. Ngài rất vui vẻ để cho đệ tử mình đóng góp chung trong ngôi nhà giáo hội. Do ngài yên tu, nhưng ngài biết rằng giáo hội là cái linh hồn của Phật pháp. Ngôi chùa chẳng ra, ngôi chùa tự học chẳng qua chỉ là biểu tượng đó thôi. Còn giáo hội còn thì còn giáo hội nó thì Phật pháp cũng còn. Cho nên ngài động viên tự ngài, người nào có trí, có học, có tu thì hết lòng dấn thân làm ngôi nhà Phật pháp. Đó là một cái công hạnh mà các bạn chúng tôi rất là kính trọng. Hôm nay thay mặt cho ban trị sự Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cho ban giám hiệu trường và Phật đại Hồng Lâm và ban huấn luyện đại Hồng Lâm Phật giáo, chúng tôi xin nguyên mình trước tinh thần giác tinh của ngài, thành tâm cầu nguyện ngài cao siêu nơi miền đạo Phật, và ngài cũng thường qua lại nơi thế giới A Bà để giáo hóa chúng sanh, trong đó còn bao nhiêu tự lệ môn đồ của ngài hiện diện ở đây tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chúng tôi hết sức là cảm ơn hòa thượng chủ tịch hội đồng trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam trong những ngày này bao nhiêu công việc Phật sự của giáo hội, và hòa thượng đã chấm dứt ba năm vừa chứng minh nơi trụ sở hôm nay, làm cho tăng ni Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chúng con vô cùng ấm cúng. Và chúng tôi cũng xin thành kính cảm ơn quý hòa thượng trong hội đồng chứng minh chia sẻ những mất mát của giáo hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, và để thưa giáo kinh hòa thượng về chúng tộc. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả chư tôn đức tăng ni trong các tự viện, các ban trị sự toàn tỉnh trong những ngày qua đã ở đây tụng kinh và tâm viếng cho những đạo viên của môn đồ pháp giới ngày hôm nay. Trước giờ để thưa ngài từ bên kia thế giới, các ngài người đã tham dự, xin thay mặt giáo hội xin chân thành cảm ơn tất cả. Và cuối cùng chúng tôi mong rằng môn đồ pháp giới làm sao khi mà hòa thượng đã ra đi rồi, các vị những cái gì của hòa thượng làm cho giáo hội, cho chúng sanh, các vị cố gắng phải noi làm theo. Và những cái gì mà các vị thấy chúng ta làm việc này sẽ đem lại an lạc cho chúng sanh thì các vị cố gắng làm để đền đáp công ơn thầy tổ, công ơn thầy tổ như các trong cái lời cảm nghiệm các vị đã nói không có một nào nói cho hết được. Thì bây giờ các vị cũng phải làm hết cái sức của mình và làm bao nhiêu phật sự để hồi hướng tâm hồn và thay mặt giáo hội chúng tôi cầu nguyện cho các vị môn đồ đặc biệt chúng Phật tử
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua những lời huấn từ của Hòa Thượng Đại Diện Chư Tôn Hòa Thượng Tư Vi Chứng Minh, nhắc lại câu dùng kỷ niệm của cố Hòa Thượng Thiện Thường Thiện Hà Tánh, làm cho chúng con cảm thấy vô cùng thành kính và tri ân những công hạnh to lớn của Ngài. Giờ đây toàn thể môn đồ pháp biến chúng con xin y giáo phụng hành, y giáo phụng hành, y giáo phụng hành. Tất cả chư huynh đệ đồng thành kính đứng dậy trang nghiêm, hướng về trước linh đài với chân dung khả kính của bậc thầy tôn quý của chúng ta để chuẩn bị lễ đảnh lễ tiễn biệt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy thầy, chúng con vẫn nhớ lời chư tổ đã dạy: sanh ngã giả phụ mẫu, thành ngã giả sư trưởng. Chúng con sanh ra giữa cuộc đời vũ trụ này là do công ơn cha mẹ. Con thành được người nhân trí mị của đạo pháp là ơn của thầy, hỡi thầy ơi. Nhưng chúng con vẫn tưởng còn nước bóng của thầy thiếu tàn cây che mát cho chúng con trong cuộc đời này nước vào tu học. Nhưng nào ngờ đâu, nhưng vẫn tưởng đất vũ trụ còn nhiều duyên gặp gỡ. Nào ngờ đâu, đời Tây Phương sen nợ có tên thầy. Đau đớn nào khi người còn ở lại, ngẩn ngơ tìm đâu thấy bóng hình xưa. Kính bạch thầy, đảnh lễ hôm nay tiễn đưa thầy, màu tác buồn quá hỡi thầy ơi. Từ nay vắng bóng không còn nữa, sớm tối ra vào có thấy đâu. Nhất tâm năm lại cùng vì tâm biên tịnh chuyên tu đường thường, từ lâm tế gia phó tư tập nhất thế quý thường dịch ngã lai hiệu huệ biên. Từ thiện tánh nguyện công hòa thượng tôn sư tâm bái. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và sau khi đảnh lễ tiễn biệt bậc thầy khải kính của chúng ta, giờ này toàn thể môn đồ pháp quyến hộ quỳ hiện trường thành kính hướng về chư tôn lãnh đạo giáo hội và toàn thể chư tôn đức tăng ni. Giờ phút trang nghiêm này, chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Thích Minh Thiện, phó ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tân Thành, phó ban tổ chức, thay mặt ban tổ chức có đôi lời cảm tạ kính cung thỉnh thượng tọa. Các ban trị sự các huyện thị thành cũng như toàn thể chúng tôn đức tăng ni, các từ miền ở tại địa phương, các ngài đã cùng chung sức với ban tổ chức cũng như môn đồ pháp biến của chúng con đến nơi đây để cùng nhau tổ chức tang lễ phó hòa thượng được trang nghiêm và thanh tịnh. Và thay mặt ban tổ chức, chúng con được thành kính tri ân đến chư tôn đức, và cũng nơi đây chúng tôi cũng được thành kính tri ân đến tất cả các ban ngành đoàn thể chính quyền địa phương, và tạo mọi điều kiện cho ban tổ chức chúng tôi được tổ chức tang lễ của hòa thượng được thành tựu viên mãn. Và thay mặt ban tổ chức, chúng tôi được thành kính tri ân và tất cả quý thiện nam tín nữ Phật tử trở về nơi đây để kính viếng và đảnh lễ cho buổi cho tang lễ của hòa thượng được thập phần viên mãn và trang nghiêm thanh tịnh. Và giờ này một lần nữa thay mặt ban tổ chức, chúng con được thành kính tri ân đến chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni mãi mãi là ngọn đuốc để hướng dẫn cho chúng con trên con đường phụng sự đạo pháp. Và cầu chúc cho tất cả quý vị quan khách, quý vị chính quyền địa phương cùng toàn thể nam nữ Phật tử luôn luôn thân tâm thừa an lạc và luôn luôn được an lạc và dưới ánh hào quang của mười phương chư Phật. Chúng con một lần nữa kính chúc chư tôn đức luôn luôn được an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
nhất tâm đảnh lễ
Thật là một nỗi buồn nghìn năm vắng bóng tiếc thương vì chân tu khả kính. Với quá trình hành đạo phụng sự chúng sanh vì lý tưởng giải thoát giác ngộ, Hòa Thượng đã lập hạnh xả ly, sống đời đơn sơ đạm bạc với tấm thân tứ đại yếu đuối theo định luật vô thường, nhưng lúc nào cũng tỉnh thức. Dù môn đồ Pháp Quyến đã cố gắng thuốc thang đông tây y, nhưng không sao kéo lại được khi nhân duyên đã mãn. Bầu thuốc thành đâu cứu người hết số, chén linh sơn sao chữa được bệnh nan y. Hòa Thượng đã ra đi vĩnh viễn về cõi vĩnh hằng. Suốt 4 ngày qua, dưới sự chiếu cố chỉ đạo của Ban trị sự Phật giáo địa phương, sự cảm mến của chính quyền địa phương các cấp, tang lễ được viên mãn. Ban trị sự tang lễ và môn đồ Pháp Quyến thành kính tri ân, và hôm nay tổ chức lễ tưởng niệm cung tống Kim Quang cố Hòa Thượng thượng thiện hạ tánh nhập bảo tháp Tịch Quang tại viện Chương Tu 2 Long Thành, Đồng Nai. Dù thời gian có trôi qua, không gian có thay đổi, nhưng công đức và đạo nghiệp của Hòa Thượng vẫn còn sống mãi trong tâm trí của tăng ni Phật tử. Như cổ đức đã nói, một mai thân xác tiêu tan, danh thơm vẫn ở thế gian muôn đời. Pháp thân lồng lộng tuyệt vời, sáng soi pháp giới rạng ngời chân như. Sao vàng thiên tránh pháp sao
Lòng con vẫn luôn luôn luôn